Những vi phạm rất nghiêm trọng của ông Đinh La Thăng. Thời gian lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh La Thăng đã có những sai phạm trong quản lý tài sản công, dẫn tới thất thoát lớn. Chiều 8 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên bất thường, thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau này là Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trước đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 5, ngày 7 tháng 5, thông báo quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì có rất nhiều vi phạm nghiêm trọng. Theo báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 27 tháng 4, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2009-2015 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên, dẫn đến nhiều khoản đầu tư của tập đoàn bị tổn thất, khó thu hồi với tổng số tiền rất lớn. Là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN từ 2019 đến 2011, nên ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm, người đứng đầu về những sai phạm của PVN trong giai đoạn này. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra cho hay, ông Thăng đã ký ban hành Nghị quyết số 233, dẫn đến việc Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật. Ông Thăng cũng vi phạm quy chế làm việc khi ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số 6934 ngày 18 tháng 9 2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Oceanbank. Nội dung văn bản thể hiện tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên. Cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành, đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank. Trước khi Hội đồng Quản trị Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên, ông Đinh La Thăng còn chịu trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết số 4266, góp vốn vượt mức quy định vào Oceanbank, trái quy định của luật các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN. Cựu Chủ tịch PVN cũng chịu trách nhiệm trong việc ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu và tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ, tham mưu Thủ tướng, cho chỉ định nhiều gói thầu không đảm bảo quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng đã chấp thuận cho Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVN thuộc PVN được miễn bảo lãnh, thực hiện hợp đồng với công trình, dự án do tập đoàn chỉ định và chấp thuận, cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất. Vi phạm luật đấu thầu năm 2005, ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải, thiếu kiểm tra, kiểm soát quá trình triển khai các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thu lỗ kéo dài gây thất thoát, lãng phí mức vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Cho rằng những vi phạm của ông Đinh La Thăng là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 90% đồng ý kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.